bỗng đâu có một món quà giáng sinh ở một hòn đảo phía nam có một chú mèo và ở vùng biển gần đó có một chú cá chú mèo và chú cá chơi với nhau rất thân thiết thỉnh thoảng chú mèo lại chui vào bên trong chú cá thế là thành mèo cá hôm nay cũng vậy mèo cá vừa cùng nhau hát vừa bơi lội trên biển la 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 Mèo 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 Và rồi Mèo cá nghe thấy tiếng nhạc bài Jingle Bell từ phía cảng biển Jingle bell, Jingle bell, Jingle all the way Oh what fun it is to ride In a one horse open sleigh oh. Đúng rồi Hôm nay là ngày Giáng sinh Đúng rồi Hôm nay là ngày ông già Noel tới tặng quà Cả chú mèo và chú cá đều cùng hét lên Nghe nói, vào ngày Giáng sinh, con người sẽ trang trí cây thông Noel và ăn toàn đồ ăn ngon. Vào buổi tối, ông già Noel sẽ tới những ngôi nhà có ống khói cho những món quà và chiếc bít tất, không biết có thật không? Chú mèo và chú cá vui vẻ nói chuyện. Nhìn xem, trên con thuyền này có một cây thông Noel kìa. Lại còn có cả ngôi nhà với ống khói nữa. Mèo cá vừa háo hức vừa nhảy lên trên con thuyền đó. Wow, trông cây thông Noel to như cá voi vậy. Bao nhiêu đồ treo trang trí trên đó. Mèo cá ngước nhìn cây thông Noel đang lấp lánh dưới ánh chiều tà. Cha, chiếc bít tất đẹp quá. Quà Giáng sinh sẽ được cho vào chiếc bít tất này. Mèo cá đã nhảy vào bên trong chiếc bít tất. Nếu vào trong này, chúng ta sẽ gặp được ông già Noel. Thế là mèo cá quyết định đợi ở trong bít tất mặt trời đã lặn hẳn, trời đã tối. Chúng ta cứ cùng nhau đợi ở trong chiếc bít tất này thôi. Chú mèo nói thế và chú cá cũng gật đầu. Ấm áp quá, nhưng bụng đói thật đấy. Dễ chịu ghê, nhưng bụng cứ sôi ung ngục nhỉ. Chẳng mấy chốc, mèo cá đã say sưa ngủ bên trong chiếc bít tất. Cả hai đều không nhận ra tiếng chuông vang vọng từ đằng xa. ông già Noel cưỡi trên cỗ xe tuần lộc đã tới. Ông già Noel đã tới cả chỗ cây thông Noel, có mèo cá đang ở trên. Ông nhòm vào chiếc bít tất và giật mình. Ai đang nằm ngủ bên trong vậy nhỉ? Thế này làm sao nhét gói quà vào trong được? Đúng lúc đó, bụng của mèo cá réo tiếng, ọc, ọc. Ông già Noel vừa bật cười, vừa đặt gói quà, thì thầm. Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ. Ông già Noel vừa kéo chuông của cỗ xe và quay đầu xe bay về bầu trời. Ơ, à, tiếng chuông vừa rồi là? Mèo cá choàng tỉnh. Wow, có gói quà này. Ông già Noel đã tới. Mình muốn gặp ông ấy quá. Ông già Noel đã tới. Mình muốn gặp ông quá. Mèo cá vừa hồi hộp vừa bóc gói quà. đó là chiếc bánh ngọt mừng giáng sinh to thật là to và mèo cá đã cất tiếng hát vang chú mèo và chú cá cùng hét to gọi ông già noel đang lướt trên bầu trời đầy sao ông già noel ơi chúng cháu cảm ơn ông chúc ông giáng sinh vui vẻ